quý vị khán giả, Phương Hiếu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cười Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Một chương trình luôn mang đến cho quý vị những kiến thức về y tế thật cần thiết để bảo vệ sức khỏe không chỉ cho quý vị mà còn cho cả những người thân yêu xung quanh ta nữa. Và hôm nay, chương trình sẽ đề cập đến căn bệnh viêm khớp, một căn bệnh phổ biến thường gặp trong cuộc sống với nhiều biểu hiện triệu chứng khác nhau. Và ngay bây giờ, Phương Hiếu mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm ngay sau đây mà chúng tôi đã thực hiện để xem triệu chứng mà nhân vật trong video clip của chúng tôi gửi đến có giống như là triệu chứng của bệnh viêm khớp hay không nha. Nào, chúng ta cùng theo dõi. Vậy rồi hả? Làm gì mới sáng sớm mặt mày trầm dầm nè trời Thì không vui nó chầm dầm chứ có gì đâu Ai làm cho bà không vui Không lẽ tự nhiên tôi làm cho tôi không vui Mà nói vậy chẳng khác nào là tôi làm cho bà không vui Trời ơi, còn phải nói nữa Cái bà này kỳ vậy ta gì đâu kị. sáng sớm muốn kiếm chuyện phải không tôi không có muốn kiếm chuyện với ông mà nó rõ ràng quá làm tôi khó chịu quá tôi phải thái độ như vậy thôi tôi làm cái gì mà tôi làm cái gì mà mà bà đòi tỏ thái độ hả thì coi lại bản thân mình đi thời gian gần đây đối xử với vợ với con như thế nào có đúng trách nhiệm một người chồng chưa tôi làm cái gì mà không đúng trách nhiệm người chồng mà nói đi ủa giờ hỏi ngược lại tôi à đừng có để tôi nói hoạch tẹt ra cái gì hả? cái gì mà đi ngoài đường mà vợ chồng gây gỗ quá chết, trời ngồi chơi chút quà đừng có để tôi nói hoạch tiệt ra hết nha tôi có gì để bà nói chú ngồi xuống đây để con nói chuyện với ông nè tại sao cái chân bị đau là tại sao tại vì hồi nhỏ đó mình ăn chơi lêu lổng mình quá sức hậu quả tới bây giờ mình lạnh đó chú ngồi xuống đây đừng có để con nói chuyện với ông ông nói cái gì bà nín đi nín cái gì hồi nhỏ nào hả sao bà biết hồi nhỏ là tôi 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 chơi rồi phun phí sức khỏe bà cái này là bà kiếm chuyện bà kiếm chuyện nên bà mới nói tôi như vậy bà nín đi tôi không hề kiếm chuyện với ông hậu quả tới bây giờ rõ ràng Nhận chứng còn cái đó đó Ông đừng có nói chuyện với tôi cãi Trời ơi Đặt Ủa chú Chính Ủa sao chú qua đây vợ chồng con gây lộn chứ không nói gì đó, chú Chính Mày cho tao nói không hả Tôi đứng lên là bay sâu xuống Đứng lên là bay sâu tôi xuống à Tao đi ngoài đường tao nghe vợ chồng bay gây lộn tôi vô tao can là tự nhiên đẩy tôi xuống ngồi xuống ngoài à Vợ chồng cái gì cũng vậy Từ xưa giờ tao đâu, đâu, có thấy tụi bay gây gỗ với nhau đâu Bây giờ bà, bày đặt gây lộn gỗ, gỗ với nhau là sao hả Thì, thì đó ngày xưa không có gây lộn rất là hạnh phúc mà chú biết rồi đó bây ờ. giờ gây là tại vì ổng nói làm sao không phải tại con ổng đổi tính trời đất ơi sao vợ chồng hạnh phúc quá mày đổi cái gì mày mày đổi con đổi nào đâu mày sao vợ mày nói nó đổi gì trời ơi bởi vì tao nói trước mặt chú đâu có dám nói con kể chú nghe nè hồi xưa á vợ chồng mỗi khi mà vô ngủ nằm gần nhau hả tao nói hả tay chân ổng liên tục mà bây giờ hả mỗi lần mà con quơ cái tay qua đụng ổng nó ú da đau quá đừng có đụng vô đó rồi không có ngủ Tôi nói thức cả đêm con lăn qua lăn lại vẫn thấy thức thức đã con lăn qua con mệt con ngủ rồi con mở ngủ giật mình cứ không thấy ổng đâu. Con chạy xuống đây thấy ổng ngồi đây làm gì bị gì? Sao kỳ vậy mập? Mày mày khùng rồi. Tự nhiên rồi, vợ đẹp vậy rồi bắt đầu vô phòng rồi ấy rồi tự nhiên mày bỏ xuống nhà mày điên hạnh phúc hay không là do mày á. Vợ chồng hạnh phúc với nhau mình làm cái chuyện vậy là vợ không nghĩ sao được. Trời ơi, tối con khát nước con đi xuống uống nước rồi cái chân con đau quá đi lên cầu thang không có nổi. Làm gì chân đau? Cái gì nó cũng có nguyên nhân. Chú thấy không? Tại hồi nhỏ đó mình ăn chơi quá, mình lêu lỏng quá trước khi cưới con đó xài cho nhiều rồi bây giờ đó là hậu quả. Thôi, con ghen quá rồi con nói bậy rồi đó. Không cái đó con nói thiệt. Thôi con không nghe có ghen. chú nói nè, cái gì cái đừng có nói câu đó, nó phải là xài lăng nhăng là như vậy là bị như chú hồi xưa đâu có, cũng lăng nhăng vậy mà đâu có hậu quả đâu có gì đâu do có cái là cái hạnh phúc cái chuyện xưa bỏ đi bắt đầu cưới nhau là hạnh phúc gia đình bây giờ là tính bây giờ còn con cũng vậy không được bỏ rơi vợ sao chân mày đau hả còn đâu có biết đâu mày tại sao chân mày đau mày phải nói cho vợ mày biết để nó nghĩ vậy cái chuyện mà nó làm sao nó đau con không biết nhỏ không biết làm sao á này á để nó nói sao sao chưng đau biết làm sao cứ cái... bây giờ mà mỗi khi mà nằm máy lạnh á là tay chân con không riêng về cái chân á tay chân mình mẩy nó chỗ nào có xương là đau nhất hết đó. mà giờ nếu mà tắt máy lạnh đi á là sợ vợ con ngủ không được tôi tối rồi. nhất quá thôi tao hiểu rồi tao hiểu rồi mày hiểu làm vợ chồng mày thấy chưa Vậy là con bị viêm khớp rồi Trời ơi nghe, Mày nghe không nó tắt máy nó nằm lạnh thì nó đau Mà tắt máy lạnh sợ mày nóng Rồi mày đi ghen nói tầm bậy bà Cái xương con sao con có nghe lão xạo lão xạo trong Chú ơi con nói chú nghe viêm khớp á Là tuổi già như chú mới bị Chứ mắc gì ổng trẻ mập khùi khùi nhưng mà bị viêm khớp Nói được cái nào có lý nó còn dễ nghe Mà nhiều khi vợ con nói cũng đúng á Con trẻ quá chú Đáng lẽ con bị viêm khớp Trẻ lớn gì cũng bị hết á Viêm là nó viêm thôi đâu phải chờ già nó mới viêm hiểu không ừ. mày nghe lạo xạo lạo xạo trong xương mày phải không cái đó con có nghe đó tẻ như vậy đó mập cực cùi vậy mà mỗi lần mà nằm xuống nó thẳng tay thẳng chân ra kêu xương nó kêu lập cập lập cập đó gì kỳ vậy bây giờ mà vợ mày không tin mày thề đi mày thề cho vợ mày tin đi con à. nhỏ nè, bây giờ nè tôi nói là tôi đang bị bệnh nè mà không tin đúng không tôi thề cho thề đi thề đọc thầy. đi ông dám thề ông dám thề sao là dám thầy sao dám? không có lăng nhăng không ông dám cái thề cái cho... sợ gì gió ông thề mày thề cho vợ bây giờ nè nghe nè nghe cho rõ nè tôi thề có vong hồn chú chính ở đây có nha. có vong hồn đúng vong giả vậy mà tao chết hồi nào vong hồn mày hả thì tự nhiên có vong hồn tao là sao ý ý con nói cho vợ con tin nữa mà bây giờ mày nói tin mày tự nhiên mày đem tao vô trong hồn tao chết chết hồi nào mày nói vong hồn tao nhưng mà tại bất ngờ quá đâu có hổn ghê không bởi vậy có người không ăn nói không dòm trước dòm sau chú chính còn sống sờ sờ đây mà thề có trong hồn chú chính mày đó ông chết rồi sao ông, có biết là ông linh lắm không ông chết cái là trong hồn ông theo giả như mặt bây giờ ông cái đó con nói thiệt tao chết hồi nào mày linh con thí dụ thôi con thí dụ như vậy đó nói đổ hết bây giờ tôi nói bé nghe nè, dạ mày bình tĩnh đi, chồng mày bị viêm khớp rồi phải đi khám đi, hiểu không? đi khám, coi bác bà, bà, bà sĩ nói là nó mới thì nó đỡ, mà để nó lậm quá là trị khó trị lắm, nghe à. lời chú. Ở lúc đầu nhất con cũng tính đi khám rồi, nhưng suy nghĩ lại đi khám làm chị, mình biết bệnh của mình rồi, nè, chẳng hạn như con mập quá, đúng không? cái trọng lượng cơ thể nó đè xuống thì nó nhất, Đó, vậy thôi đúng không? cái, cái mập có nguy hiểm nữa. chú nói con nghe cái gì cái giữ giữ gìn cái sức khỏe không? Đừng có cho mập quá cái mập đó nó dễ qua cái tai tiếng lắm tiếng ủa chú? gì chú à, quên cái cái qua cái, 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 cái bệnh biến thái đó bậy chú, chú nói gì vậy mập quá là bị tai biến chú ơi à tai biến tai biến tai biến ờ có cái chữ tai biến không mà bị tai tiếng xong qua quả biến thái chú nguy hiểm lắm thấy không đi khám đi con bớt ăn bớt ngủ lại chú à. ủa chú nói những cái triệu chứng đó là của đau khớp á hả đau khớp đó thiệt có hả chú trời ơi mày coi cái chân cái kìa bắn chuối nó bằng cái bụng nó luôn rồi thấy không tôi xưng đó ông ơi, sao ông bị như vậy sao không đi khám đi tự nhiên cứ để để vậy rồi lỡ có bệnh nặng rồi sao còn điều trị nữa chứ đây có chỗ đây bị luôn không thì đó thì lúc đầu tôi nói tôi đau nhất rồi bà nói nhỏ nhẹ như vậy không phải dễ thương không thì cũng tại ông không à ông bệnh thì ông có nói thiệt đi tự nhiên vợ chồng với nhau mà ông giấu không làm sao tôi biết được là được. làm tôi nghĩ quẩn không à vợ dạ, dạ, chồng bây như vậy là tao vui dạ. không? Dạ. cứ vợ chồng hạnh phúc vậy vui là chồng bệnh rồi vợ phải lo đừng dạ. có nghĩ dạ. tầm bậy tầm bạ cái bệnh hoạn á tao cũng nói mẹ nghe dạ sao chú cái bệnh là do mình do cái đầu mình á đừng yeah. nghĩ nó quá hiểu không dạ đúng như rồi chú, chú. nè yeah. chú bị nặng lắm cái bệnh như chú cũng khiếp lắm chú nhưng mà gì? chú không nghĩ tới là nó không có bệnh chú bị gì chú bị gì chú tao nói bay đừng có nói ai nghe kì chú đâu chú Tờ nói đi chú, chú phải bị nói gì chú nói ra tụi con mới biết chứ tụi sao con, con có, cũng lo lắm có á bệnh mà giấu tủy trong xương trời ơi cái bệnh này nặng quá nè đồng nghiệp chú chính quá ơi ông mới tàu lao, tủy không nằm trong xương thế nằm ngoài da Ờ à, hả? Chú! Chú nói gì kỳ vậy? Yên tĩnh không chưa? Tôi nói chơi biểu bạn nghe Trời ơi, <laughs> Chú này <laughs> quý khán giả thấy không qua đoạn tiểu phẩm vừa rồi mà chúng tôi gửi đến quý vị chúng ta cảm nhận được rằng không phải là những người lớn tuổi thì mới bị viêm khớp đâu mà cả những người trẻ cũng có nguy cơ này và căn bệnh viêm khớp sẽ gây ra chúng ta phiền toái như thế nào và điều trị cũng như phòng ngừa ra sao thì mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 nguyễn thái thành trưởng khoa khớp bệnh viện chấn thương chỉnh hình tp hcm để có lời giải đáp nhé xin chào bác sĩ à, chào phương hiếu chào khán giả thưa bác sĩ bác sĩ có thể nói rõ hơn về bệnh viêm khớp là bệnh như thế nào và viêm khớp thì nó thường nằm ở những khớp nào trên cơ thể chúng ta à cái viêm khớp đó chúng ta đã biết là cái trong cơ thể chúng ta phải cần có hệ thống khớp để mà hoạt động yeah. khi chúng ta đi đứng cũng như là uh, mc đã thấy đấy là mỗi động tác ví dụ như tôi qua tay hoặc tôi đứng tôi đi tôi gặp duỗi chân phải yeah. nhờ cái hệ thống gọi là cái khớp yeah. khi mà hoạt động đó, thì một thời gian sau dù thời gian dài ví dụ chúng ta lớn tuổi hoặc thậm chí ở những người trẻ tuổi yeah. người trẻ tuổi À, chúng ta cũng có khả năng bị viêm khớp viêm yeah. khớp là một cái dấu hiệu để báo cho chúng ta biết là cái khớp chúng ta có bệnh có vấn đề yeah. Yeah. chúng ta phải điều trị nó yeah. Yeah. chúng ta phải ngăn ngừa nó sớm để gì? Để không bị tổn thương khớp thêm nữa yeah. à. và những cái trường hợp mà viêm khớp á, chúng ta sẽ biết á, là thường là gặp là những trường hợp là thối hóa khớp thối là, là khớp. do là cái khớp chúng ta hoạt động nó quá sức quá sức chịu đựng cái khớp chúng ta như chúng ta đã biết là những cái những cái vận động viên mà chơi thể thao À, họ chơi quá tải tức là cái khớp họ cứ lặp đi lặp lại liên tục yeah. thì cái cái sụn khớp họ sẽ bị hư yeah. à, cái thố quá khớp là nguyên nhân là thường gặp nhất yeah. cái thứ hai chúng ta biết là cái viêm khớp dạng thấp viêm khớp dạng thấp cái viêm khớp dạng thấp mà chúng ta biết là không những ảnh hưởng một khớp mà còn ảnh hưởng rất là nhiều khớp yeah. thường gặp là những khớp bàn tay cổ bàn tay yeah. à, khớp gối khớp háng là nói chung là đây là một cái bệnh mà điều trị rất là khó và rất là tốn kém cũng như là chúng ta phải là phải chẩn đoán sớm bệnh. Vâng, à. cái vấn đề như bác sĩ chia ừ. sẻ vừa rồi thì rõ ràng cái nguyên nhân nó có nhiều, ngoài cái à. bệnh thoái hóa khớp à. do cái tuổi tác rồi do cân nặng chúng ta thay đổi đột ngột, à. rồi do chúng ta vận động nhiều, những vận động viên luyện tập thể dục thể thao à. thì bên cạnh đó còn cái viêm khớp dạng thấp và bác sĩ chia sẻ nữa. À. Vậy thì rõ ràng cái triệu chứng mà khi bị viêm khớp nó đau thứ nhất là khó chịu, di chuyển cũng khó khăn hơn và cái khớp thường rơi vào cái vùng ở uh, dân nhiều hơn bác sĩ chia sẻ đó. Đúng rồi. Vậy thì các cách điều trị là như thế nào và nếu mà chúng ta điều trị viêm khớp không điều trị kịp thời hậu quả sẽ như thế nào à, với rồi. sức khỏe? Như trường hợp tôi nói là cái thoái khớp thì chúng ta điều trị phải là nhìn người bệnh để điều trị. Nhìn người bệnh điều trị. À, tức là những anh anh chàng mà anh chơi thể thao quá sức thì mình à. hướng dẫn là giảm lại, giảm bớt, giảm bớt, <laughs> giảm bớt lại đó. Yeah. Những người mà béo phì mập mạp giảm cân, giảm cân. Dạ. Yeah. À, những người những người mà ăn uống kém dinh dưỡng chúng ta phải là bổ sung, để bổ sung dạ. ăn uống dạ. còn trong cái viêm khớp dạng thấp chúng ta phải chẩn đoán sớm dạ. Mày nếu chúng ta không chẩn đoán sớm sẽ đưa tới tình trạng quỷ khớp rất là nhanh dạ. và cái người bệnh rất là tốn tiền sau khi điều trị bác sĩ biết không một cái vấn đề nãy sinh ở đây ấy, khi mà bị viêm khớp thường bây giờ phụ hiếu bị viêm khớp đau phụ hiếu sẽ biết ừ, sức vào nóng nè chườm nước đá rồi uống giảm đau chứ không nghĩ rằng phải đến gặp bác sĩ để phát hiện được sớm căn bệnh nếu không may là viêm khớp dạng thấp vậy cái lời khuyên nào là hữu hiệu nhất cho những ai chẳng may bị viêm khớp khi viêm khớp là hãy nên tới bác sĩ chứ chúng ta không nên tự ý điều trị dạ yeah. thì phần lớn một số trường hợp là điều trị là điều, điều không đúng dạ yeah. có một số trường hợp là tới thậm chí là không tới bác sĩ là tới những cái đông y phải không cái đông y hoặc là những họ điều, điều trị không đúng yeah. thậm chí là chích chích thuốc vào khớp chúng yeah. ta sẽ biến một cái viêm khớp thành nhiễm trùng khớp nếu yeah. mà chúng ta điều trị không đúng và như thế là đã nói nhiễm trùng khớp là là nguy hiểm rất là nguy hiểm cho cái người bệnh dạ. đã có những biến chứng nào tồn tại à. hay chưa về viêm khớp điều trị không đúng mà dẫn đến phải cắt bỏ khớp có chứ dạ. có những trường hợp uh, nhiễm trùng khớp khi mà chích khớp trên uh, bệnh viện chúng tôi chứng hình chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp như viêm khớp chích vào khớp và sau đó là nhiễm trùng khớp chúng ta đã biết là khi mà nhiễm trùng khớp là điều trị rất là tốn kém và và khó loại bỏ được vi trùng do đó có khi là bệnh nhân Điều trị rất là tốn kém Rồi bệnh nhân yêu cầu phải cắt chân Và những bệnh nhân mà bị thó khớp Thì hãy nên là hạn chế đi nhiều yeah. và Tập những cái, cái môn thể dục Giảm cái sức tì lên khớp Ví dụ như chuyển qua Bây giờ chúng ta ít đi bộ lại Và chúng, chúng ta chuyển qua chúng ta đạp xe Xe đạp yeah. à, Chúng ta đi bơi lội ừ. à, Hoặc là đi dưới nước cũng được yeah. Như thế làm cho cái khớp chúng ta đỡ chịu tải hơn nhất là những người thoái khớp. Vâng. Yeah. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất yeah. nhiều với những thông tin đã mang lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bác sĩ yeah. trong những chương trình kỳ sau ạ. À. Yeah. cảm ơn. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, hy vọng quý vị đã có một cái nhìn đầy đủ hơn về chứng viêm khớp, đặc biệt là tất cả các vị trí khớp trên cơ thể chúng ta luôn. Nếu mà phát hiện ra tình trạng viêm khớp thì quý vị hãy đến bác sĩ chẩn đoán để có hướng điều trị tốt nhất chứ đừng nên tự ý điều trị tại nhà, tự ý dùng thuốc hay là dùng các bài thuốc đông tây y không rõ ràng nguồn gốc có thể gây hại gây nhiễm trùng khớp và có thể dẫn đến phải tháo khớp và hủy khớp của chúng ta nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình rất nhiều và nếu có những thắc mắc, những câu hỏi hoặc là những đóng góp về cho chương trình thì đừng quên hai cách quen thuộc của chúng tôi. Gửi về chương trình cười vui sống khỏe công ty tiếp thị truyền thông ý tưởng Việt số 384 số 9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai là gửi trực tiếp đến địa chỉ email của chương trình ct cười vui sống khỏe -a gmail com quý vị nha. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau uống trà nè ông trà tôi mới pha đó bà ơi ừ? tôi coi cái tin này tôi không ăn uống gì nổi hết bà sao Tuổi trẻ bây giờ khủng khiếp thiệt Khủng khiếp là sao? Một thằng mà cặp ba nhỏ luôn Trời ơi Tưởng gì chứ cái chuyện đó Bình thường thôi mà Bây giờ đầy đó đó Nó cặp một lượt ba chị em ruột luôn Ba chị em ruột hả? Nó cua nhỏ lớn Nó vuốt tóc nhỏ thứ hai Nó hung nhỏ út Trời đất ơi Ông lẽ ba chị em Không có nghi ngờ gì hay sao Bà coi đi báo răng kìa hồi đó tôi cặp hai đứa là tôi muốn chết rồi cái gì hả không có bà có báo đi tôi nói chuyện tôi nói nhảm mà bà có đó một rất... ba cái báo gì đây ba cái báo tàu lao gì ôi ba cái báo lá mơ đó mà ở nước Nha. ngoài đâu có báo lá cải ở nước mình đâu có báo thú địch ừ, quá. báo lá mơ báo lá mơ mơ không ơi ai đi nói ba cái báo kỳ cục nhưng mà nè nè tự nhiên là ngồi đi đọc ba cái báo này chi vậy trời ba cái báo đăng bài tàu lao mà tàu lao không một con chi vậy thì con gái mình nó đem nó dục cái bàn rồi tôi coi tôi đọc thử cái nhà đọc thấy ớn quá trời cái gì